xin đồng chí lên phát biểu với chúng ta. Một tràng pháo tay ạ, à. Xin cảm ơn ạ. À. Kính thưa toàn thể các anh đồng đội cũ chúng đoàn 593, bà con người nhà của anh Tơn. Hôm nay thì chúng tôi ở Hà Nội thì có 7 anh em tất cả. Thế là các được thông tin của anh Hùng thì từ cái mấy hôm là ca nhiễm Nho Quan có tổ chức buổi gặp mặt truyền thống của thì lúc đầu cũng bảo là khó ghét, 10 anh em đăng ký để đi, rất nhiều người cũng muốn đi thì cũng thấy, nhưng mà các anh biết rồi, rồi cũng một số cái tuổi 70 thì cũng nhiều người ốm đau, rồi gia đình có việc cuối cùng là bọn 7 anh em đi. Nên hôm nay đến đây thì trước hết là chúng tôi nghĩ rằng là cái đáng quý nhất là sau gần mấy năm chúng ta vẫn gặp mặt ở đây, tất nhiên rằng là người còn người mất và không còn đầy đủ, nhưng mà cái tình cảm ấm áp của cái đồng đội năm xưa nó cũng vẫn rất là tràn đầy. Những cái buổi gặp mặt hôm nay rồi những tư liệu mà anh Hùng anh Nhi cũng mang lên là ghi lại trong gần là tôi thấy là rất là quý, và những cái hồi ức mà anh ghi lại thì chúng ta cũng lại một thời chúng ta nhớ lại cái tuổi trẻ những cái, của những cái năm 50 năm trước đây chúng ta tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đã góp phần vào cái ngày chiến thắng lịch sử 30/4/75 để hôm nay đất nước phải nói rằng là từng ngày từng giờ chúng ta thấy rằng là đổi thay rất là nhiều, và những cái đổi thay phải nói rất là ấn tượng trong cái việc mà cái vị thế của đất nước chúng ta, rồi trong cái trường quốc tế, rồi từng quê hương từng ngõ ngách của Việt Nam nó đổi mới cuộc đời. Chúng tôi nghĩ rằng là trong đó có những cái phần đóng góp của chúng ta dù nhỏ bé, để công sức của đồng đội, xương máu của đồng đội chúng ta đã ngã xuống để hôm nay chúng ta ngồi chúng ta gặp mặt, và chắc rằng là những buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi ngày hôm nay rồi năm sau nữa chúng ta cũng có thể rằng là còn gần này nhưng mà có thêm những người khác, nhưng rồi cũng có những người có thể không có điều kiện gặp, cho nên những buổi như thế này là chúng tôi thấy là rất trân trọng, rất quý. Cho nên mặc dù là trong cả 7 anh em ở Hà Nội chúng tôi đến đây thì cũng có anh em nhưng không phải là hoàn toàn là rộng rãi. Ví dụ như anh Tùng chẳng hạn, anh có cháu nội thì anh rất là quý, nhưng mà khi đi là ngay kể cả trong Hà Nội nhiều khi gọi anh không đi, nhưng nói là đi lên đây thì anh cũng báo cho anh đi. Thì chúng tôi nghĩ đây là cái buổi mà rất là quan trọng, thì cũng với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là đi hoặc tên là trước hết là cảm ơn cái buổi gặp mặt của các anh ở Nho Quan để chúng ta có điều kiện ở Hà Nội rồi tạm biệt Nho Quan, chúng ta gặp ở đây rồi trong những dịp nào đấy thì chúng ta lại ở các địa phương khác để mình tổ chức chúng ta lại gặp mặt. Và nhân với cái cá nhân thì tôi xin được cảm ơn và xin chúc sức khỏe toàn thể các anh những đồng đội cũ của chúng ta có sức khỏe và tiếp tục đóng góp cho cái gia đình chúng ta có cái gia đình hạnh phúc ấm no cùng con cháu biết được cái truyền thống hào hùng của cha ông chúng ta để các cháu noi theo trong cái sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng quê hương. Cảm ơn các chị người nhà cũng đã tham gia đến dự bản hôm nay. Thế thì xin được hết ạ, và chúc sức khỏe tất cả anh em, và chúc ta buổi gặp mặt hôm nay thành công tốt đẹp. Tôi cũng mắc phép mà thay mặt cho ban tổ chức, trước khi chúng ta ăn bữa cơm thân mật với gia đình thì tôi có một cái đề nghị này: tất cả chúng ta có mặt ở đây sẽ chụp một bức ảnh để lưu lại kỷ niệm ký ức của thời gian. Đấy là cái thứ nhất, toàn bộ đây. Sau đó là xin mời gia đình và vợ chồng đồng chí Sơn chụp ảnh với của trung đoàn chúng ta một bức ảnh để chúng ta lưu lại những cái kỷ niệm khoảnh khắc cho con cho cháu. Và bây giờ chúng ta tuổi 70 rồi, tôi bây giờ cũng là 75 rồi chứ không phải ít đâu,
ít tuổi thôi, 75, mà nhập ngũ thì chắc là cũng sẽ hơn các đồng chí đây, tôi đi năm 65 cơ. Cho nên là khi triển khai tôi đề nghị là chúng ta là dàn đội hình như là thật khẩn trương và tự sắp xếp đồng chí nào cao thì ta đứng ở đằng sau và đừng để che lấp nhau, với hai người đứng ở này thì một người đứng ở giữa tự ta điều khiển lấy, không để che lấp. Đấy. Thế sau đây tức là xin mời là chúng ta sẽ đứng ở đây, thấp thì đứng ở dưới này, còn thấp thì đứng lên cao, còn ai cao thì đứng ở dưới bậc này, thì chúng ta sẽ triển khai và thu dọn bước cái ghế lại. Thế cũng có lẽ là chúng ta triển khai luôn đấy. Vâng. Ai cao ai thấp thì đứng lên trên bục, còn ai thấp thì đứng ở dưới bục, và chúng ta đẩy cái ghế nó lùi ra, sau đó là chúng ta sẽ triển khai.